Mới đây, trang Newflare đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc máy xúc khổng lồ suýt đè trúng nhiều người sau khi trượt xuống một con dốc đầy tuyết và đâm vào cây cối. Cụ thể, đoạn clip được quay tại thành phố Thành Viễn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 20 tháng 12. Trong đoạn clip, chiếc máy xúc hạng nặng đang di chuyển trên con đường phủ đầy băng thì bất ngờ trượt xuống dốc nhiều người có mặt tại hiện trường đã đứng sang một bên và quay lại sự việc bằng điện thoại trong khi một số người qua đường khác đã bỏ chạy để tránh chiếc máy xúc may mắn thay chiếc máy xúc đã bị dừng lại khi đâm một số cây cối chính quyền thành phố thanh viễn cho biết máy xúc đang được sử dụng để dọn tuyết trên đường và bị mất thăng bằng do điều kiện thời tiết băng giá họ cũng cho biết không ai bị thương trong vụ việc